Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình tiếp tục là chương trình định số lớp 9, phần định lý VS phần 3. Tuần trước mình đã làm những bài toán liên quan tới tìm M để một cái đẳng thức nào đó liên quan tới nghiệm xảy ra. Vậy thì hôm nay mình sẽ làm một số cái dạng toán khác. Ví dụ là bài toán sau, cho M, cho phương trình có phương trình là x bình phương trừ 4mx cộng 3m bình cộng 1 bằng 0. Tìm M phương trình có nghiệm. Gọi x1, x2 là nghiệm của phương trình, tìm hệ số, hệ thức độc lập của M liên hệ với x1, x2. Tức là hệ thức chỉ liên quan tới x1, x2 mà không liên quan tới M. Vậy thì câu A thì quá quen thuộc rồi, tìm M để phương trình có nghiệm á. Ở đây không nói cái hệ số A bằng 1 nè, B là bằng trừ 4M, C bằng 3M bình cộng 1. Vậy thì để phương trình có nghiệm khi và chỉ khi là ở đây A khác 0 rồi. Nếu mà A chiếu tham số M thì mình phải xét tiếp. Nhưng đối với bài này A khác 0, A bằng 1 khác 0 và delta phẩy là bằng trừ 2 tất cả 4M bình phương trừ cho AC lớn hơn bằng 0. Vậy ta giải cái này ra được là 4M bình trừ 3M bình trừ 1 lớn bằng 0 tương đương là M bình trừ 1 lớn bằng 0. Vậy từ đó mình có cái điều kiện là M trừ 1 nhân cho M cộng 1 lớn bằng 0. Ở đây là tích hai số lớn bằng 0 nên cả hai cùng lớn bằng 0 hoặc cả hai cùng nhỏ bằng 0. Và mình giải ra được là M lớn hơn bằng 1 hoặc là M nhỏ bằng trừ 1. Rồi câu B, tìm hệ thức độc lập của M, độc lập với M liên hệ giữa x1 với 2. Vậy thì ta có theo định lý VS, ta có là ta giải trong bài này trong trường hợp là phương trình có nghiệm thôi. X1 cộng X2 S bằng X1 cộng 2 bằng trừ 4M là trừ B trên A, thì cái này sẽ là bằng 4M và P là bằng x1 nhân x2 là bằng C trên A, đó là 3M bình cộng 1. Vậy để tìm hệ thức độc lập giữa M thì ta từ một trong hai cái đẳng thức này ta tính M theo S hoặc tính M theo P, từ đó ta thế vào cái đẳng thức còn lại. Ở bên đây thì ta thấy là từ sau ta suy ra được là M sẽ bằng S chia 4. Đó, vậy thì khi đó ta thế vào cái đẳng thức sau thì ta sẽ ra được một cái hệ thức liên hệ giữa tổng và tích. P sẽ bằng là 3M bình cộng 1 sẽ bằng 3 nhân cho S trên 4 tất cả bình cộng 1. Vậy thì khi đó ta thay tổng và tích P với S với tổng và tích thì ta sẽ được đẳng thức là thì đây là một cái hệ thức liên hệ giữa x1 và x2 độc lập với M. Tức là từ một trong hai cái đẳng thức này ta tính M theo S. M theo S hoặc P. Rồi thế vào biểu thức còn lại. Rồi đó là dạng toán mà tìm hệ thức độc lập liên quan tới M. Rồi, ta đi cái bài toán kế tiếp là cho phương trình x bình phương trừ 2 lần M, x trừ 2, M trừ 3 chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt và tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức. Ở đây ta làm giống tương tự tuần trước, tức là ta phải tính cái biểu thức này theo M dựa vào định lý VS và từ đó tìm giá trị nhỏ nhất đó theo M.
Vậy thì đầu tiên ở bài này nó có cái bước đầu tiên là phải chứng minh phương trình có hàm nghiệm phân biệt. Hệ số A bằng 1, B bằng trừ 2M, C bằng trừ 2M trừ 3. Vậy thì ta thấy là delta phẩy bằng M bình trừ cho cộng 2M cộng 3 luôn. Bằng M cộng 1 cả bình cộng 2. Hiển nhiên cái này lớn không với mẫu M. Và từ cái này ta suy ra là phương trình luôn có hàm nghiệm phân biệt. Rồi, ý tiếp theo thì theo định lý VF ta có là x1 cộng x2 sẽ bằng 2m. X1 nhân x2 này bằng trừ 2m trừ 3. Vậy thì khi đó ta sẽ tính được biểu thức A theo m. A sẽ bằng x1 bình cộng x2 bình cộng trừ x1 x2. Cái này sẽ bằng x1 cộng x2 tất cả bình trừ 3 lần x1 x2. Thì thấy số vào ta sẽ được ra là 4m bình trừ 3 nhân 2m trừ 3 là bằng 4m bình cộng 6m cộng 9. Vậy thì bây giờ ta tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A theo với điều kiện là đây là với mọi m. Đó. Vậy ta biến thành tổng bình phương thôi. 2m tất cả bình cộng 2 nhân cho 2m nhân cho 3 phần 2 cộng 9 phần 4 trừ 9 phần 4 cộng 9. Đây là 2m cộng 3 phần 2 tất cả bình phương cộng cho 27 phần 4. Thì ta thấy là 2m cộng cho 3 phần 2 luôn luôn lớn bằng 0. Nên cái này luôn luôn lớn 27 phần 4. Vậy thì đẳng thức xảy ra khi vị trí khi m là bằng trừ 3 phần 4. Vậy từ đó mình kết luận là giá trị nhỏ nhất của A là bằng 27 phần 4 khi m bằng trừ 3 phần 4. Thì đây là một cái bài toán tìm giá trị nhỏ nhất của một cái biểu thức theo nghiệm. Các làm bước làm cũng giống như tương tự bài trước. Đầu tiên là tính delta để phương trình có nghiệm, tìm điều kiện để phương trình có nghiệm. Bước thứ hai là viết định lý VF để tổng hợp tích theo hệ số m. Bước thứ ba là ta biểu diễn cái biểu thức người ta cho theo m, và cuối cùng là tìm giá trị nhỏ nhất hoặc là lớn nhất của biểu thức đó. Bài này ta không có điều kiện gì hết nên là ta làm khá là đơn giản. Rồi, ở đây ta có một số bài tập cho các em tham khảo và đáp số. Chúng ta kết thúc bài học hôm nay. Xin chào, hẹn gặp lại.